cho tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty anh Minh Tú Hiền ạ. Hôm nay em sẽ quay cho các bác về dàn cày lật là úp đất 5 lưỡi của cơ sở bên em đang còn sản xuất nhé. Thì dàn cày này là dàn cày lật úp đất 5 lưỡi lắp cho máy cày Kubota, Iseki, Yanma, nói chung là dàn máy cày 4 bánh Nhật bái hoặc là dàn máy cày đời mới Kubota 4508D, DG hay là Việt Nam thì đều lắp được nha các bác. Dàn cày này thì bên em mới sản xuất xong ạ, chuẩn bị giao đi cho khách ạ. Các bác nào có nhu cầu mua thì có thể xem video để tham khảo về dàn cày của bên em nhé. Dàn cày của bên em thì đã có rất nhiều video test thử trên đồng ruộng cho các bác rồi ạ. Dàn cày này thì khách đã đặt cho bên em và bên em đang làm là mới làm xong ạ. Đang còn thiếu cái bánh đợn nữa thôi, chứ còn bên em sẽ quay qua chi tiết cho các bác ạ. Lát nữa em sẽ để một số cái video test thử ở trong một số cái phần link mô tả, các bác có thể vào đó để xem video để tham khảo cái dàn cày này nha các bác. Dàn cày này thì bên em mới sản xuất xong đấy, đây ạ. Các bác có thể xem đây ạ. Dàn cày thì cơ sở bên em thì cũng đã làm nhiều rồi, các bác thì cũng không xa lạ gì với cái dàn cày này nữa đâu ạ. Mẫu mã nó thì cũng khá là quen thuộc rồi đấy. Nói chung thì dàn cày này thì em cũng không quay video cho các bác rất nhiều rồi, nên là thì dàn cày này thì em cũng không chỉ những chi tiết như thế nào nữa chứ. Các bác yên tâm về dàn cày của bên em nhé. Dàn cày thì bên em làm chất lượng uy tín nhé các bác. Các bác nào có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ vào số điện thoại là 0354715098 và 0977034248 gặp anh Hiền đấy. Anh Hiền là trụ sở cơ khí của bên em đấy, để trao đổi mua dàn cày nhé. Địa chỉ của bên em là công ty anh Minh Tú Hiền, xóm 7 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An ạ. Ngoài ra thì cơ sở bên em còn sản xuất một số loại lưỡi cày, lưỡi chóc cho máy cày Kubot, máy cày 4 bánh đấy. Lưỡi chóc luống này chẳng hạn, này lưỡi chóc hàng để trịa lạc ngô thì các bác có thể tham khảo nhé. Em sẽ hôm nào em sẽ rảnh em sẽ quay một số video về một số dàn cày lưỡi chóc. Các bác có thể vào đó để xem, có nhu cầu thì có thể đặt hàng nhé. Chào các bác nhá. Các bác xem video của em nên nhớ cho em một like, share, đăng ký kênh cho em ạ. Để em sẽ quay video về một số dàn cày bừa bánh lồng, bánh bám mà cơ sở đang còn sản xuất nha các bác. Chào các bác ạ.